Hiện nay bệnh bạch hậu đang là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Dưới đây là một số triệu chứng phổ biến của bệnh bạch hậu. Ho kéo dài và không điều trị được, một trong những triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh bạch hậu là ho kéo dài hơn 3 tuần hoặc lâu hơn. Đặc điểm của ho có thể là ho khô hoặc ho có đờm, có thể có máu. Đau ngực và khó thở, bệnh nhân có thể cảm thấy đau ngực khi hít thở sâu và khó thở đây là do vi khuẩn gây ra viêm phổi và dẫn đến hình thành sẹo phổi sốt và lạnh người bị bạch hậu thường có các cơn sốt lúc nửa đêm thường đạt cao vào buổi sáng những cơn sốt này có thể kéo dài và không dễ dàng điều trị mệt mỏi và giảm cân do bệnh bạch hậu làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và gây ra các triệu chứng như mệt mỏi và giảm cân không rõ nguyên nhân đau khớp có thể xảy ra đau khớp khi vi khuẩn xâm nhập vào các khớp của người bệnh phụ xung quanh cổ nách hoặc ổ bụng khi bệnh bạch hầu đã tiến triển có thể gây ra phụ xung quanh các vùng này do sự lưu thông chậm trở lại mất cân bằng nước và điện giải do sốt kéo dài và nhiễm trùng có thể dẫn đến mất cân bằng nước và điện giải các triệu chứng này có thể xuất hiện từ từ và có thể nhẹ hoặc nặng tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng của vi khuẩn và hệ thống miễn dịch của người bệnh nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào từ trên nên thăm khám và điều trị sớm để ngăn ngừa những biến chứng nghiêm trọng của bệnh bạch hầu Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.